Hello, 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 chào tất cả mọi người. Uh, video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận một chút xíu về cái vấn đề là thèm ăn mất kiểm soát khi ăn thô. Thì đây cũng là câu hỏi và comment của một bạn hôm trước có hỏi Dung thì Dung thấy rằng là cái comment này khá là hay thì sẵn tiện hôm nay Dung chia sẻ đến mọi người luôn. Uh, ăn thô đó là ăn các loại rau củ quả trái cây hạt tươi sống không có que nấu chín chế biến kể cả hấp luộc rang sấy vân vân. Thì Dung giải thích để cho bạn nào mà không có biết về ăn thô Tại vì Dung thấy cũng có khá là nhiều bạn hỏi Khi mà vô tình xem được clip của Dung ấy Thì mọi người hỏi ăn thô là gì cho nên là sẵn tiện dung giải thích luôn. Còn bạn nào đã biết về ăn thô rồi thì dĩ nhiên là à, mọi người đã quá hiểu cái vấn đề này rồi. Nhưng mà trước khi đi sâu vào nội dung chính của video thì dung à, có một lưu ý nhỏ là video này chỉ dành cho bạn nào à, tìm hiểu về ăn thô hoặc là đang muốn ăn thô hoặc là đã ăn thô rồi. Nếu bạn nào không có liên quan gì đến cái nội dung của ăn thô ngày hôm nay, nội dung của video ngày hôm nay thì mọi người vui lòng là hãy lướt qua, bỏ qua video này nhé và xin thêm một lưu ý nhỏ là dung hy vọng rằng là các bạn khi mà trước khi mọi người xem nội dung ở bất kỳ một cái video nào trên youtube hay chứ không phải chỉ riêng là rằng những cái video của dung thì mọi người cần phải kiểm soát kỹ cái cảm xúc và cái hành vi những cái lời văn của mình khi mình viết ra hoặc là comment ở bên dưới À, dung không có muốn rằng là tiêu chí của dung chỉ là một cái nơi để cho mình chia sẻ và nơi để mang lại cái sức khỏe hoặc là ai có mong 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 muốn rằng là mình có một cái sức khỏe cho nên tốt và tốt hơn thì đây là cái nơi để cho mọi người chia sẻ chứ không phải là vào để chúng ta tranh cãi hoặc là có những cái lời lẽ không hay dành cho nhau kể cả là những lời góp ý hoặc là đưa ra ý kiến của mọi người thì mọi người cũng nên lựa lời mà nói và nên có những cái comment mang tính xây dựng về tích cực hoặc là tôn trọng người khác nhé ok bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì uh, như mọi người biết Ai à, đã theo dõi Dung từ khá là lâu rồi thì biết rằng là Dung ăn chay trường đã hơn 2 năm Sau đấy Dung mới chuyển sang ăn thô, à, đến thời điểm hiện tại thì cũng đã gần 9 tháng rồi à, Và trong suốt cái thời gian mà ăn chay trường hơn 2 năm đấy thì Dung đã ăn thô à, 50% Có nghĩa là 50% là Dung ăn đồ ăn nấu chín, đồ chay Còn 50% còn lại là Dung ăn thô Vậy thì Dung có bị cái cảm giác là mình thèm ăn hoặc là khi mà sau khi mà ăn một khoảng thời gian ăn thô khá là dài rồi tự dưng mình trở lại mình thèm ăn kinh khủng những cái đồ ăn nấu chín của ăn chay. Dung đang nói là ăn chay với mọi người còn bạn nào từ ăn mặn chuyển qua ăn thô thì cũng vẫn vậy thôi. Thèm cảm giác kinh khủng như thế hay không thì với Dung thì là cái cảm giác thèm là có chứ không phải là không nhưng mà dung thèm đồ ăn chay chứ không có thèm đồ ăn mặn nhé mọi người. Nhưng mà cái cảm giác thèm thường nó không có đến cái mức độ là dung ăn uống mất kiểm soát. Vì sao? Bởi vì dung nghĩ cái lý do chính đáng nhất đó là do dung bị bệnh trào ngược dạ dày. Cho nên khi mà cái quá trình ăn thô dung đã trị dứt điểm cái bệnh trào ngược dạ dày của mình và những cái vấn đề khác. Uh, về cái vấn đề sức khỏe của mình nữa Cho nên rằng là Dung đã ý thức được cái việc là ăn thô rất là tốt cho cơ thể của mình Cho nên mỗi khi mà Dung muốn nấu nướng hay là ăn uống một cái gì đấy Mà đồ ăn nấu chín kể cả là ăn chay Thì Dung luôn luôn cân nhắc và mình cũng lựa chọn hoặc là hạn chế ăn ít nhất có thể uh, Chính của Dung vẫn là ăn chay 90% Nghĩa là rau củ quả trái cây tươi sống thôi còn cái giai đoạn mà từ ăn mặn chuyển sang ăn chay trường thì dung có bị cái cảm giác thèm ăn mất kiểm soát thèm ăn mặn thèm ăn cá thịt trứng sữa hay không thì câu trả lời là không nhé mọi người à, thì dung nghĩ à, có lẽ là dung hơi được may mắn một chút xíu à, vì cũng không hiểu vì sao nữa nhưng mà đến một cái giai đoạn tự dưng một ngày một người ăn uống bình thường như tất cả mọi người hồi trước dung thức dậy vào một buổi sáng và dung muốn rằng là ngày hôm nay mình phải ăn chay là Dung bắt đầu từ ngày đầu tiên trước là Dung ăn chay 100% luôn và từ cái ngày đầu tiên đấy cho đến mãi đến hiện tại bây giờ là ăn thô, thì Dung cũng chưa có bao giờ quay trở lại ăn mặn. Dù rằng Dung vẫn có thể ăn được, Dung vẫn muốn thì Dung ăn thôi. Vì gì Dung cũng không có nguyện ước hay là mong cầu một cái điều gì hoặc là hứa hẹn rằng là mình ăn chay vì cái gì cả, chỉ là sức khỏe của mình thôi. À, đó là một điều may mắn mà Dung vô cùng. Lúc nào Dung cũng thấy biết ơn vì điều đó. Đến thời điểm hiện tại thì à, thân thể của mình, cơ thể của mình khá là nhẹ nhàng và mình cảm thấy mình vô cùng may mắn và hạnh phúc và luôn luôn biết ơn. Vậy thì bây giờ mọi người hỏi rằng là làm thế nào để cho vì sao mà chúng ta có cái cảm giác mà thèm ăn mất kiểm soát như vậy thì và với cái kinh nghiệm của cá nhân dung thì dung nghĩ rằng là có năm cái nguyên nhân chính vì sao mà mọi người bị thèm ăn mất kiểm soát sau khi mà chúng ta ăn thô trong một thời gian dài như vậy thèm ăn mất kiểm soát là sao nghĩa là trong một khoảng thời gian dài mọi người ăn uống rất là tốt có nghĩa là mọi người theo cái chế độ ăn thô hầu như là một trăm luôn và cắt hẳn những cái gì mà mình ăn hồi trước chỉ ăn trái cây rau củ quả tươi sống thôi và dĩ nhiên là sức khỏe của chúng ta cảm thấy tốt và tốt lên mỗi ngày Và chính vì lý do đó mà mọi người ăn trong một thời gian 5 tháng, 6 tháng Và mọi thứ diễn ra rất là trơn tru à, Nhưng mà tại sao sau đấy chúng ta lại thèm ăn lại Và ăn rất là nhiều đồ ăn mà hồi trước đây chúng ta đã từng ăn Và dĩ nhiên cái cảm giác là chúng ta sẽ cảm thấy cơ thể của mình ị ạch hơn, mệt mỏi hơn Nhưng mà chúng ta không thể dừng cái việc thèm ăn ấy lại Thì cái đó là cái nguyên nhân chính đầu tiên Dung nghĩ đó là do chúng ta ép cơ thể của mình ăn thô quá nhiều trong cái giai đoạn đầu tiên khi mọi người mới bắt đầu. Vì sao như vậy? Dung luôn nói rằng là uh khi mà mới bắt đầu ăn thô kể cả là mọi người có những cái vấn đề gì về sức khỏe đi chăng nữa thì chúng ta cũng hãy bắt đầu bằng những cái bữa ăn đầu tiên trong ngày ví dụ như thay thế bữa ăn sáng à, thay vì chúng ta ăn bún thịt cá trứng sữa phở bánh mì vân vân thì chúng ta hãy ăn một đĩa trái cây uống một ly nước ép và hoặc là ăn một ly sinh tố nào đấy hoặc là có thể mọi người không thích ăn như vậy thì có thể làm một cái đĩa salad trái cây rau củ sen kẻ ăn vào buổi sáng cũng được nhưng hãy bắt đầu từ những cái bữa ăn nhỏ trước rồi sau đấy chúng ta mới tăng dần dần lên bởi vì cơ thể của chúng ta cần cái thời gian để thích nghi còn chưa kể cái việc là ăn uống nó cũng mang lại cho chúng ta cái cảm giác hạnh phúc và một cái cái nó tạo ra một cái hormone hạnh phúc để chúng ta enjoy cái việc ăn uống nữa chứ không phải là ép cái cơ thể của mình nếu như khi sinh ra mà mọi người biết được ăn thô và ăn quá tốt ăn thô như thế từ lúc nhỏ cho đến lớn thì dĩ nhiên chúng ta không có cái vấn đề gì phải lo ngại rồi Nhưng mà chúng ta ăn uống như vậy ví dụ như mọi người biết đến ăn thô khi mọi người ba chục tuổi Thì từ 30 năm trước mọi người ăn một cái chế độ ăn bình thường giống như bản thân Dung cũng vậy Cũng giống như tất cả mọi người thôi Mà nếu chúng ta cắt hẳn một sớm một chiều và cắt hết tất cả những cái gì mà chúng ta đã từng ăn hồi trước Đó là một điều không thể Bởi vì cơ thể của chúng ta luôn luôn cố gắng để giữ cho chúng ta ở một cái À, trạng thái tốt nhất à, có nghĩa là nó luôn luôn kể cả chúng ta ăn những cái đồ không có tốt thì nó vẫn luôn luôn cố gắng để làm việc nó tự nó thanh lọc tự nó bài tiết và tự nó làm tốt cái công việc của nó để bảo vệ chúng ta đến khi nào nó có thể để mà đến một lúc nào đó khi mà nó đã không còn đủ cái nhiên liệu, không còn nói đúng hơn là không còn những cái à, nguồn dự trữ ở trong cơ thể nữa thì buộc nó mới báo hiệu cho chúng ta những cái dấu hiệu ví dụ như táo bón hoặc là nổi mề đay hay là những cái dấu hiệu viêm ngứa ở da, đau đầu rồi vân vân những cái dấu hiệu đó nặng hơn là những cái triệu chứng về bệnh tật thì lúc đấy chúng ta mới là cái lúc mà chúng ta cần phải dừng lại à, ngay lập tức. Còn bình thường thì mọi người ăn uống kể cả là cái thức ăn đó nó không tốt cho cơ thể nhưng mà nó chúng ta vẫn luôn cảm thấy khỏe mạnh, vẫn luôn cảm thấy bình thường, sảng khoái. Nhưng mà điều này mọi người chỉ thực sự nhận ra khi mà mọi người bắt đầu ăn thô đặc biệt là những bạn nào mà ăn thô à, trong một khoảng thời gian dài à, từ 3 4 tháng trở lên thì Dung tin chắc rằng mọi người hiểu rõ cái cảm giác này. Vậy cho nên cái nguyên nhân chúng ta không thể nào mà cho cơ thể của mình ép nó phải ăn thô 100% ngay từ lúc đầu được mà nó cần có cái thời gian để có thể tiếp nạp cái thức ăn mà nó thực sự đáng lẽ cần hơn cái thức ăn mà chúng ta muốn. Đấy thì từ một khoảng thời gian như vậy mọi người cứ ăn xen kẽ bắt đầu từ những bữa ăn đơn giản trước, sau đó chúng ta thay thế dần 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 rồi khi mà chúng ta đã hiểu rõ được cái việc ăn thô nó mang lại và khi cơ thể của chúng ta nó đã hiểu được rằng à cái đây mới là cái mà nó thực sự cần à, dấu hiệu bằng chứng cho thấy rằng là chúng ta cảm thấy tốt hơn khỏe hơn mỗi ngày thì lúc đấy chúng ta mới có thể ăn thô tăng dần 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 lên về cảm giác như vậy ấy, thì mọi người sẽ không có cái cảm giác mà thèm ăn một cách mất kiểm soát như thế và nguyên nhân thứ hai đó là dung nghĩ rằng làm những bạn nào mà tìm đến ăn thô bởi vì mọi người có cái vấn đề về sức khỏe về mọi người thấy và đọc hoặc là tìm hiểu nghe người ta nói rằng hoặc là trong sách vở người ta nói rằng ăn thô rất là tốt cho cơ thể và có thể tự chữa lành cho nên mọi người tìm đến ăn thô với cái nguyên nhân là vì chúng ta bị bệnh dĩ nhiên là cái điều này không có cái gì là sai cả nhưng mà vì mọi người có cái mong cầu ngay từ lúc đầu như thế và đúng là khi mà mọi người ăn thô trong một cái khoảng thời gian nào đó nhất định tùy theo cái lịch sử ăn uống của mọi người hồi trước và tùy theo cái chế độ ăn của mọi người và có những người thì hết bệnh trong một khoảng thời gian 4 năm tháng là đã dứt rồi ví dụ như dung hoặc là những cái bệnh nặng hơn thì lâu hơn hoặc những bệnh nhẹ hơn thì chỉ hai ba tháng ăn thô là mọi người đã thấy hết cái bệnh đó rồi thì vì cái mong cầu rằng là chúng ta ăn thô để hết bệnh cho nên cái cảm giác mà sau khi mà À, hết cái bệnh đó thì rất là dễ khiến cho chúng ta quay trở lại cái chế độ ăn cũ bởi vì lúc đấy cơ thể của mình đã sạch sẽ, đã được thanh lọc rồi để hết bệnh rồi thì tại sao lại không quay lại ăn uống để enjoy cuộc sống đúng không nào cho nên dung nghĩ đó là nguyên nhân thứ hai nguyên nhân thứ ba đó là chúng ta chủ quan cho rằng cái việc ăn thô rất là tốt cho nên thôi thì bây giờ cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái rồi thì hãy cứ ăn uống những cái chế độ ăn cũ thoải mái thôi rồi sau đó chúng ta sẽ đi tóc sâu thì với người ăn thô thì như mọi người biết rằng là chúng ta có rất là nhiều phương pháp để thanh lọc cơ thể ví dụ như là chúng ta nhìn ăn gián đoạn này nhìn khô nhìn ướt hoặc là uống các loại nước ép để chúng ta thanh lọc cơ thể sau đó nhưng mà chúng ta quên một điều rằng ví dụ như lâu lâu chúng ta làm như vậy thì được nhưng nếu như mọi người cứ sau 3 tháng ăn thô xong sau đó quay trở lại ăn mặn ăn uống bình thường ăn vô tội vạ rồi sau đó 3 tháng sau chúng ta lại quay trở lại đi tóc như thế nếu mọi người cứ làm như thế làm tới làm lui lặp đi lặp lại như thế thì một ngày nào đó cơ thể của chúng ta mọi người có biết cái cảm giác là giống như khi mọi người uống thuốc hoặc là điều trị một cái gì đó mình cứ làm như vậy á thì cơ thể của mình nó giống như là nó bị lờn thuốc ấy, thì cái khả năng chữa lành của cơ thể mình nó sẽ giảm và giảm dần dần và chưa kể rằng là mọi người biết rằng là khi mà chúng ta chuyển sang một cái chế độ ăn mới rồi sau đó quay lại chế độ ăn cũ đặc biệt là những ai mà ép mình ăn những cái chế độ ăn cũ ví dụ như ăn thô để cho vì một cái lý do nào đó đi để, để cho khỏe vì vân vân thì khi chúng ta quay lại cái chế độ ăn bình thường, chúng ta sẽ ăn còn nhiều và nhiều nhiều hơn và cái cảm giác khó để kiểm soát cái cơn thèm của mình hơn là khi chúng ta ăn uống bình thường thề rằng mọi người cứ ăn uống bình thường như mọi người đi và miễn là mọi người uh, ăn lựa chỗ nào ăn uống cho nó sạch cái nguồn thực phẩm động vật hay là gì đó ở đâu đấy nó tin tưởng thì nó vẫn còn tốt hơn là cái việc mà chúng ta đã theo một cái chế độ ăn đặc biệt là theo ăn thô rồi xong sau đấy là chuyển sang ăn mặn một cách vô tội vạ như thế trong một khoảng thời gian dài rồi sau đó lại đi tóc rồi sau đó lại quay trở lại ăn bình thường thì uh, cái, cái đó nó rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của chúng ta sau này nha mọi người. Và chúng ta đừng quên rằng là chưa kể cái nguồn thực phẩm mà chúng ta nạp vào sau này mình không biết rõ rằng là nó có tốt hay không. Bởi vì với Dung bây giờ kể cả ăn cái gì chúng ta chỉ có thể cố gắng hết mức có thể thôi. Còn bây giờ ăn cái gì cũng có khả năng có thuốc ăn cái gì cũng có khả năng rồi là, là chúng ta cũng sẽ bị nhiễm độc nhiễm hóa chất ở trong đấy nhưng mà dĩ nhiên giữa việc ăn một miếng thịt à, bị à, có thuốc tăng trưởng à, thuốc kích thích rồi này kia chưa kể là những cái loại thịt để qua chế biến rồi có chất bảo quản đồ này nọ nữa tẩm ướp nữa thì ăn một cái loại trái cây có uh, xịt thuốc để khử khuẩn này kia kia nọ thì uh, chúng ta về rửa kỹ và ăn thì nó vẫn đỡ hơn và vẫn tốt hơn cho nên không có một cái câu trả lời nào chắc chắn hoặc là tuyệt đối rằng cái nguồn trái cây mà chúng ta đang ăn cho cái phương pháp ăn thô là nó sạch tuyệt đối cả trừ khi chúng ta phải có vườn tược và chúng ta tự trồng và tự cung tự cấp thì nó quá là tốt rồi đấy đó là cái nguyên nhân thứ ba và nguyên nhân thứ tư đó là chúng ta ăn thô nhưng mà thiếu sự kết nối với cơ thể của mình Vì sao Dung nói là như vậy? Ví dụ hồi trước đây khi mà mọi người ăn uống thì chúng ta hầu như ít có dành thời gian cho cái việc ăn uống lắm À, chúng ta cứ ăn vậy thôi chứ đôi khi cũng không biết rằng cái vị của cái thức ăn của nó ra là làm sao bởi vì chúng ta quá là bận rộn con cái công việc rồi rất là nhiều thứ chúng ta phải lo lắng cho nên ít khi mà chúng ta thực sự dành thời gian cho cái việc ăn uống trừ khi những người mà người ta giàu có người ta có điều kiện người ta có người giúp việc và dĩ nhiên là cái việc đấy nó không có gì là khó khăn đối với họ rồi họ có thể enjoy cuộc sống khá là dễ dàng nhưng với mình những người bình thường thì rất là khó để chúng ta có được một cái bữa ăn mà thực sự rất là à, tập trung cho cái việc ăn uống à, cho nên rằng là khi ăn thô thì mọi người cũng làm giống như vậy nghĩa là chúng ta không có cái sự kết nối với trái cây chúng ta không có dành cái thời gian để khi mà chúng ta đưa một miếng trái cây vào miệng chúng ta biết cái vị của nó ra làm sao rồi chúng ta cảm giác được khi mà nó đi sâu vào trong cổ họng rồi nó đi xuống dạ dày thì cái cái cơ thể của chúng ta nó cảm thấy tốt hơn nó cảm thấy nhẹ nhàng như thế nào rồi sau cái bữa ăn ấy đấy chúng ta so sánh với những cái bữa ăn mặn hồi trước thì chúng ta mới bắt đầu thấy à đây là lợi ích của cái việc ăn thô bây giờ mình đã hiểu rồi à, rằng là vì sao hồi trước đây mình hay mệt mình hay bị như thế này thế kia là không phải vì nguyên nhân là do thời tiết hay là do cái gì đó mà do cái việc ăn uống của chúng ta nên khi mà mọi người dành cái thời gian để tĩnh lặng trong cái lúc mà mình ăn uống như vậy, mọi người có cái sự kết nối giữa cơ thể của mình với trái cây và với cái không gian ở xung quanh của mình ấy thì mọi người sẽ biết được rằng, chắc chắn được rằng là cái việc ăn thô nó mang lại cái lợi ích như thế nào cho cơ thể của mình. Và nếu mà mọi người có được cái cảm giác như vậy và có cái sự kết nối như thế thì rất là khó để cho chúng ta có thể quay trở lại thèm ăn hoặc là ăn những cái chế độ ăn cũ hoặc là ăn những cái món hồi trước mà mình ăn một cách mất kiểm soát bởi vì chúng ta đã ý thức rõ rất là chắc chắn rằng cái việc ăn trái cây rau củ quả tươi sống nó mang lại lợi ích cho cơ thể của chúng ta. Nguyên nhân thứ năm đó là chúng ta không thể nào thắng nổi cái cơn thèm ăn của chính mình. Cái nguyên nhân này thì Dung nghĩ rằng là hầu hết ai cũng bị cả. Và đặc biệt là nghe thì có vẻ là đơn giản thôi, chỉ là cái việc ăn uống thôi mà tại sao lại không làm được như thế. Nhưng mà rất nhiều, 99% trong số chúng ta rất là khó để cưỡng lại những cái cơn thèm ăn và thắng nổi cái cảm xúc của chính mình. Và đây cũng là một trong những cái lý do hay nói vui hơn ở trong nhà Phật thì chúng ta cũng gọi là cái nghiệp nghiệp cũng do từ miệng bệnh tật cũng do từ miệng mà ra đúng không mọi người và để nói sâu hơn thì nó còn nhiều những cái vấn đề khá là phức tạp và đi sâu hơn nữa thì nó rất là dài dòng để mà chúng ta phải hiểu rằng cái việc à vì sao ăn uống nó là cái nghiệp này nọ nhưng mà nếu như nó dễ dàng như vậy thì sẽ không có rất là nhiều người bị bệnh hoặc là sẽ không có những người mà phản đối cái việc ăn thô gây gắt đến như như thế hoặc là sẽ không có những người gặp rất là nhiều cái chuyện khó khăn mặc dù họ rất muốn ăn thô nhưng mà họ gặp rất là nhiều những cái cái sự khó khăn trong cái giai đoạn đầu khi mà chúng ta bắt đầu ăn thô bởi vì cố để kìm hãm Cố để thắng cái cơn thèm ăn của chính mình Đó, cho nên cái việc mà chúng ta thắng chính mình là một điều rất là khó đấy mọi người ạ à. Chúng ta cũng không cần phải, nó không chỉ là cái việc ăn uống không đâu Mà về cảm xúc, về lối sống và về những cái thứ mà chúng ta ham muốn Cái dục vọng, dục vọng về ăn uống cũng là một cái gọi là cái dục vọng đấy Mà không phải ai cũng làm được đâu Cho nên khi mà mọi người bắt đầu ăn thô 20-30% Mà mọi người không có cái cảm giác thèm ăn hoặc là... Uh, có cái cảm giác khó chịu khi chúng ta phải ép mình ăn thô như thế thì Dung cho rằng mọi người cũng đã phải biết cảm ơn và mọi người phải thấy rằng là mình rất là may mắn trong số rất là nhiều người bởi vì nếu mà ăn thô tốt nó ăn thô rõ ràng rất là tốt nhưng mà tại sao có nhiều người phản đối và rất có rất là nhiều người trên thế giới có rất là ít người ở trên thế giới ăn thô như vậy đúng không mọi người cho nên Dung nghĩ đó là năm cái nguyên nhân mà vì sao chúng ta có cái cảm giác mà thèm ăn mất kiểm soát trong một cái khoảng thời gian dài sau khi vài tháng chúng ta ăn thôi thì chúng ta quay trở lại ăn những cái đồ ăn cũ như thế thì sờ trong năm cái nguyên nhân này thì dĩ nhiên cái cách khắc phục thì mọi người đừng có làm những điều này thì ngay kể cả đặc biệt là những bạn nào mới bắt đầu ăn thôi thì dung chắc chắn rằng mọi người sẽ không có cái cảm giác thèm ăn như vậy đâu còn nếu mà chúng ta đã lỡ có cái cảm giác thèm ăn như thế thôi rồi thì bây giờ cũng không sao cả, chúng ta cũng hãy chấp nhận cái con người của mình, chấp nhận cái sự thèm muốn của mình đó, nhưng mà chúng ta đừng có phán xét, đừng có cho rằng là mình xấu, đừng có cho rằng là mình phải như thế này hoặc là ép buộc mình trong tuần này hoặc tuần sau phải quay lại ăn thua 100%. Thôi thì uh, coi như là cái việc đã đã xảy ra cũng giống như là chúng ta sẽ nháp À, nói vui như vậy á mọi người chúng ta xé nháp làm lại từ đầu hãy chấp nhận cũng hãy yêu lấy cái con người xấu xa đó của mình và bây giờ khi mình quay trở lại ăn thô thì dung hy vọng rằng nếu mà sau khi mọi người xem cái video của dung rồi thì mọi người hãy thử áp dụng nếu mà bạn thấy quan tâm hoặc là nó đúng với cái tâm lý của mọi người đang gặp phải thì hãy bắt đầu lại từ đầu như thế và đừng có làm những cái việc mà trong năm điều mà dung nêu ra như vậy thì dung tin chắc rằng là cái cảm giác thèm ăn của mọi người sẽ không có còn nữa còn dĩ nhiên lâu lâu chúng ta vẫn có thể ăn những cái bữa ăn chích miêu giống như dung làm những cái video trước và vẫn ăn uống như vậy nhưng mà chúng ta ăn một ngày thôi là ăn có cái sự kiểm soát và sau đó chúng ta ý thức được rằng là cái việc ăn thô vẫn là chính và sau cái ngày ăn đấy thì chúng ta phải cần thanh lọc cơ thể hoặc là phải nhìn ăn hoặc là ngày hôm sau chúng ta phải uống nước ép nhiều hơn và ăn các loại rau xanh để nó thanh lọc và thải độc cơ thể và nó giúp cho cơ thể của mình đào thải những cái gì mà ngày hôm qua mình nạp vào đó thì dung nghĩ rằng nếu mà mọi người người có cái cách làm như vậy thì chúng ta vẫn vừa hạnh phúc với cái phương pháp ăn thô mà chúng ta vẫn có cái cơ hội để ăn những cái món mà chúng ta thèm nhưng mà nó trong cái sự kiểm soát và quân bình như vậy còn với những bạn nào mà quá xuất sắc hoặc là ăn thô một trăm phần trăm hoặc là mọi người sinh ra là đã thích ăn trái cây rau củ quả tươi sống rồi thì không có cái gì quá tuyệt vời rồi các bạn đó có dung có thể nói rằng là mọi người phước của mọi người khá là lớn chắc là kiếp trước mọi người cũng có tu tập hay là uh, cũng là những cái bậc rất là không phải là một người bình thường đâu cho nên trong kiếp này mọi người uh ăn thô rất là dễ dàng đấy và dung hy vọng lần qua cái clip này thì mọi người nếu mà có bị những cái trường hợp như vậy thì mọi người cũng đừng có quá lo lắng mà hãy bắt đầu lại từ đầu thôi vẫn yêu lấy con người của mình và chấp nhận nó như là như vậy và chính vì cái tình yêu mình dành cho mình thì mình sẽ biết cách làm thế nào để cho mình trở nên tốt hơn và để có thể duy trì được một cái sức khỏe tốt và phải có thể đi được đường dài kể cả đó là phương pháp ăn thô hay là bất kỳ một phương pháp nào hay bất kỳ một cái sự việc nào trong cuộc sống À, mà dưới cái sự lựa chọn của chúng ta thì cũng hãy yêu lấy chính mình mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người một lần nữa rất là nhiều để dành thời gian để lắng nghe. Dung bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo ha. Bye.